Quỳnh Như Lập siêu phẩm giúp Lên Thắng tưng bừng. Trong trận đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vừa kết thúc vào tối qua, mùng 8 tháng 1, Lên Villa Verdens của Quỳnh Như đã chơi một trận đấu tưng bừng, hay nhất từ đầu mùa giải. Họ thắng Amora 4-0, trong đó Quỳnh Như Lập siêu phẩm ấn định chiến thắng. Đây là trận đấu khai xuân của Quỳnh Như và đồng đội. Khá thuận lợi cho họ khi đối thủ chỉ là một Amora chưa thắng lần nào sau 9 trận từ đầu mùa, nhưng trung bình tới 3 bàn thua trận. Đối thủ yếu như thế là cơ hội để Lên Villa Verdens đấu áp đảo ngay từ khi bóng lăn. Với Quỳnh Như đá dẹp trái, Villa Verdens đã có nhiều cơ hội áp sát khung thành đối thủ bởi số 11 đến từ Việt Nam chơi rất năng nổ, tạo ra nhiều khoảng trống cho đồng đội tiếp cận cầu môn. Ngay phút 11, nhờ Quỳnh Như hút người bên cánh trái vào trung lộ, tạo điều kiện cho Rita Diaz dễ dàng sọc thẳng vào vòng cấm và cửa lòng mở tỷ số. Sau đó là liên tiếp những pha hãm thành của đội bóng áo xanh. Đến phút 26, từ một tình huống cứu bóng của Quỳnh Như, bóng được để sang cánh phải và đồng đội của cô tạt vào chuẩn xác để Vieira chạm lòng tinh tế, đưa bóng vào góc chết, qua đó dẫn đôi cách biệt. Càng thi đấu, Lên càng áp đảo và họ kết liễu đối thủ ngay từ hiệp 1 nhờ cú đá penalty thành công của Orodov. Trong chạy mặc áo số 4 bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính cô thực hiện thành công quả phạt đền. Tình huống này, Quỳnh Như đã chơi rất đồng đội khi cô được giao trách nhiệm đá phạt nhưng lại đưa trái bóng cho Orodov. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Quỳnh Như lỡ cơ hội ghi bàn khi cô nhận bóng từ cự ly 30m, solo qua hai hậu vệ đối phương rồi đối mặt với thủ môn của Amora. Tiếc rằng pha bấm bóng của tuyển thủ Việt Nam lại đưa bóng đi chệch cột, nhưng Quỳnh Như không cần chờ đợi lâu. Phút 52, cô tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 4-0, nhận bóng ngay rìa vòng cấm. Quỳnh Như đỡ ngực khéo léo rồi tung chân dứt điểm đưa bóng vào góc chết. Quỳnh Như có bàn thắng thứ 3 trong mùa áo mới, tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng tại Lên. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0. Nhờ 3 điểm đầu năm mới, Quỳnh Như và đồng đội chất dần ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời làm điểm tựa để tự tin gặp Famalicão tại tứ kết cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Lượt đi Lên đã thua 1-3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1. Quỳnh Như ghi siêu phẩm tại giải Bồ Đào Nha. Tiền đạo Quỳnh Như ghi bàn góp công vào chiến thắng 4-0 của Lên trước Amora ở vòng 10 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Gặp đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng, Lên quyết tâm có chiến thắng để cải thiện thứ hạng tại giải nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Thực tế, đội bóng của Quỳnh Như chơi áp đảo hoàn toàn và ghi được 4 bàn thắng. Phút 52, tiền vệ Nando Oro đá phạt từ bên phải vào cấm địa và một cầu thủ Amora phá bóng ra không tốt. Quỳnh Như nhảy lên đỡ ngực chặn bóng lại, rồi chính sang chân trái không thuận trước khi dứt điểm đẹp mắt hạ cục thủ thành đối phương ấn định tỷ số 4-0 cho Lên. Trước đó, Lên có 3 bàn thắng của Rita Diaz phút thứ 12, Cristiana Vieira phút thứ 26, Natalia Rodot 33, penalty. Với chiến thắng 4-0, đội bóng của Quỳnh Như dương lên hạng 6 trên bảng xếp hạng 11 điểm trên 9 trận. Với cá nhân Quỳnh Như, đây là bàn thắng thứ 3 của cô ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. Tính trên mọi đấu trường vô địch quốc gia và cúp quốc gia, cô sở hữu tổng cộng 5 bàn, 2 kiến tạo. Ở vòng 11 giải vô địch quốc gia, câu lạc bộ Lên gặp Sporting ngày 15 tháng 1, còn tại giải cúp liên đoàn Bồ Đào Nha ngày 11 tháng 1, Lên gặp Famalicão. Ở lượt đi, Quỳnh Như và đồng đội thua 1-3. AFF Cup 2022, căng thẳng, buổi họp trận bán kết lượt về Việt Nam gặp Indonesia. Vào lúc 19:30 tối mùng 9 tháng 1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết lượt về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2022. Đây là trận cầu căng thẳng và khó khăn bởi cả hai đội đều quyết tâm chiến thắng để giành quyền vào chung kết. Tính đến thời điểm này, hai đội đang ngang cơ nhau. Tuy nhiên, nếu xét về cách tính điểm thì phía Indonesia đang có lợi thế. Ở trận lượt đi, Việt Nam hòa 0-0 với Indonesia. Do hòa không bàn thắng trên sân khách nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải thắng Indonesia để giành quyền vào chung kết hoặc giữ tỷ số hòa 0-0 ở hiệp chính, rồi thắng trong hiệp phụ hay loạt đá luân lưu. Nếu chẳng may thất bại hoặc hai đội hòa có tỷ số, đội tuyển Việt Nam phải dừng bước do cách tính điểm về bàn thắng ghi trên sân khách. Mỗi bàn thắng đội tuyển Indonesia ghi được đều sẽ giá trị hơn bàn thắng của chủ nhà. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là đá trên sân nhà nên quen thuộc với mặt sân cùng sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Tại AFF Cup, Việt Nam có chuỗi trận bất bại với 3 trận thắng và hòa 2 trận. Đáng chú ý là Việt Nam chưa một lần để thủng lưới. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đây là trận đấu rất quan trọng. Nếu Việt Nam thua, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận gặp Indonesia ở bán kết lượt về, bởi đây là trận đấu cần kinh nghiệm, bản lĩnh. Những cầu thủ trụ cột như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Hậu, Cùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Phan Văn Đức đều đã sẵn sàng ra sân. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia được đầu tư chuyên cơ riêng, bay thẳng đến Hà Nội để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và tập luyện. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ mong muốn đến Việt Nam để giành chiến thắng ở trận bán kết lượt về. Đội tuyển quốc gia Indonesia chỉ cần một trận hòa 1-1 ở trận lượt về vì đã hòa 0-0 ở trận lượt đi là đủ điều kiện đi tiếp. Điều này khiến Indonesia có tâm lý thoải mái hơn. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội
Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 96, còn Indonesia xếp ở vị trí thứ 151. Báo Indonesia, lý do ông Shin khó đánh bại thầy Park ở Mỹ Đình. Báo Indonesia chỉ ra lý do vì sao huấn luyện viên Shin Tae-yong khó đánh bại huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam. Dù trước đó thắng áp đảo ở cấp câu lạc bộ lúc còn ở Hàn Quốc, Việt Nam chuẩn bị tái đấu Indonesia ở bán kết lượt VFF Cup 2022. Và điều đội khách thấp thỏm vẫn là liệu ông Shin đã có thể thắng huấn luyện viên Park Hang-seo được chưa? Indonesia rõ ràng là áp đảo hơn Việt Nam ở bán kết lượt AFF Cup 2002 trên sân Gelora Bung Karno. Tuy nhiên lại gặp vấn đề lớn ở khâu dứt điểm nên trong 8 cú sút được tung ra chỉ có 2 trúng đích so với Việt Nam có 4 và trúng 2. Bởi thế dù huấn luyện viên Shin Tae-yong khiến tuyển Indonesia thay đổi mạnh mẽ từ khi đến vào 2020 nhưng rốt cuộc cứ gặp thầy Park là không thắng, chỉ hòa 2 và thua 2. Tờ Bola viết về cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân Hàn Quốc mang thêm sự thú vị so tài tuyển Việt Nam vs Indonesia lúc còn ở Hàn Quốc. Họ thường xuyên gặp nhau ở cấp độ câu lạc bộ. Huấn luyện viên Shin Tae-yong áp đảo khi thắng đến 8, trong khi ông Park Hang-seo chỉ có 3, nhưng thực tế đã thay đổi khi họ cùng đến Đông Nam Á ngồi ghế nóng. Đến lúc này, niềm mong mỏi đánh bại ông Park của huấn luyện viên Shin đến nay vẫn chưa thể đạt được. Trong 4 lần gặp nhau, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chưa thua, với thắng 2 hòa 2. Ông Park đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, bắt đầu cạnh tranh ở châu Á. Tờ trên chỉ ra, vì sao không dễ cho thầy cho ông Shin ở cuộc tái đấu ngày 9 tháng 1. Indonesia tranh vé chung kết AFF Cup 2022 với Việt Nam vẫn còn một trận nữa, nhưng là diễn ra trên sân Mỹ Đình, chảo lửa của những chiến binh sao vàng. Do vậy, để huấn luyện viên Shin thực hiện mục tiêu hạ bệ ông Park là không dễ dàng. Tuyển Việt Nam cho thấy đội hình của họ thực sự cân bằng trên sân. Họ không chỉ giỏi tấn công mà còn rất kỷ lục khi phòng ngự. Lại thêm các học trò ông Park được chơi trên sân nhà với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả ở Mỹ Đình. Do tại AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách nên sau trận hòa 0-0 ở bán kết lượt đi, cơ hội vẫn dành đều cho Việt Nam lẫn Indonesia. Hai đội đều có mệnh lệnh phải thắng nhưng Indonesia thậm chí còn có chút lợi thế hơn khi chỉ cần hòa, có bàn thắng, là giành vé chung kết AFF Cup 2022. Thế nên, ngoài lo ngại huấn luyện viên Shin vẫn bị thầy Park át vía thì tinh thần cầu thủ Indonesia khá tốt. Họ có niềm tin sẽ đánh bại được chủ nhà Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Các cầu thủ như Mark Klok, Jordi Amat cho thấy sự quyết tâm lớn và hứa sẽ không để người hâm mộ của Garuda thất vọng. Tất nhiên, tinh thần của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cùng các tuyển thủ Việt Nam cũng cao ngất, hứa hẹn một cuộc tái đấu hấp dẫn. Đáng xem vào lúc 19:30 ngày 9 tháng 1. Báo Indonesia dự đoán kịch bản đá luân lưu ở trận bán kết lượt về. Báo chí xứ Vạn Đảo bày tỏ sự lo lắng trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Tuyển Indonesia cần cảnh giác. Tuyển Việt Nam có thành tích đá luân lưu rất tốt dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trang Silverbull của Indonesia viết trước thềm trận bán kết lượt VFF Cup 2022. Tờ báo này nghĩ tới kịch bản các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong phân thắng bại với tuyển Việt Nam ở loạt đá luân lưu. Nếu tỷ số 0-0 giữ nguyên sau 120 phút, phóng viên, thì hai đội phải đá luân lưu để xác định ai sẽ vào chung kết. Nếu điều này xảy ra, tuyển Indonesia phải cẩn thận do tuyển Việt Nam đá 11 mét rất tốt dưới thời huấn luyện viên Park. Trong 5 năm qua, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 3 trong 4 loạt đấu súng, Silverbull viết. CNN Indonesia cho biết các cầu thủ Indonesia tập đá luân lưu trước trận đấu và cho rằng thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong sẵn sàng cho kịch bản bước vào loạt đá 11 mét. Trong khi đó, tờ Bola đăng tải bài viết với dòng tít Đại chiến ở Mỹ Đình. Trang báo của Indonesia dự đoán về trận đấu kịch tính ở lượt về bán kết AFF Cup 2022. Đây có thể sẽ là trận đấu chia tay của huấn luyện viên Park Hang-seo với tuyển Việt Nam, theo nhận định của tờ Bola. Do luật bàn thắng sân khách được áp dụng, nên đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ cần hòa có bàn thắng ở trận đấu tới là giành vé vào chung kết AFF Cup 2022. OK Bola gửi lời cảnh báo cho tuyển Indonesia với dòng tiêu đề tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công từ đầu, Jordi Amat và đồng đội phải cẩn thận. Tờ này dự đoán tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công phủ đầu để ghi bàn sau trận hòa 0-0 trên sân Bung Karno, bởi vậy các hậu vệ của tuyển Indonesia cần phải đề cao cảnh giác. Trong khi đó, tempo điểm danh ba gương mặt đáng chú ý của tuyển Việt Nam mà các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong phải cảnh giác, đó là Tiến Linh, Hoàng Đức và Văn Quyết. Trong đó, tờ này nhấn mạnh về Hoàng Đức, tiền vệ Hoàng Đức của tuyển Việt Nam xứng đáng được các cầu thủ Indonesia chú ý. Ở AFF Cup 2022, Hoàng Đức ghi một bàn và có 2 kiến tạo. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào lúc 19:30 hôm nay.
Thank you.